nhà mình đã hoàn thành xong cái bể bơi gọi là giữa đường, à đâu, không phải giữa đường mà mép đường rồi. Đấy, bây giờ đến lúc là tận hưởng thành quả rồi. À... Đỏ gượng này, đẩy nó xuống. Anh đâu? Đẩy nó ra gì vậy? À, quả bể bơi này mình thấy khá là... Bây giờ nhá, anh em chơi trò chơi không? Trò chơi gì? Có tiền không? Có tiền. Bây giờ nói chung là thực tế là như vậy, cái gì chẳng cần tiền. À, sẽ chuẩn bị một trò chơi khá là gay cấn, mình cũng sẽ chơi. À hay dạ. Mỗi thí sinh sẽ vào lấy một cái rổ hoặc là một cái gì đấy để bắt cá. Rồi mọi người chờ một chút, sẽ có một trò chơi hay nhá. À, bên xưởng gạch hơi ồn ào một tí, mọi người thông cảm nhá. À, ở mới đầu mình nghĩ là cái nước của anh em mình sẽ bị bụi bẩn ở đường ấy, nhưng mà rất là trong nhá. Thế nên là hôm nay anh em mình sẽ quyết định chơi một cái trò nó khó. Đây. Từ từ. Làm gì nhanh tay thế? Không được bắn chưa. Khó lắm, chỉ có 5 phút cho các thí sinh thôi nhá. Đây này, đây nhiều thế này mà. Mình cũng tham gia nhá. À, đâu con ơi. Là hẻ vượt là mái con rồi. Dạ, đâu con ơi. Thì ở đây kìa, Quỳnh bắt đi. Quỳnh bên góc mình nhiều lắm. Lái con ơi. Mình bắt được con. Nhiều lắm. Thế con ơi, nhiều đây thì cả thằng nào bắt. Ê, ba con rồi. Ba con rồi. Tao bắt một cái mới được hai con. Năm con rồi. Năm con rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều đấy. Chắc ai cho anh đấy. Ý anh nhiều đấy. À, 11 con rồi. Anh mày bỏ toàn chim ăn cho con đấy của em nhé. Biết rồi, tao ở ngoài làm trọng tài rồi, không phải lo. Cái sản phẩm rất là... Mình chưa ổn đấy là... Mình đi về hết hát đó. Săn đúng là... Không những là... Săn tú tốt mà săn cá cũng rất là tốt. Mày có giỏi nhỉ? Hết rồi. Cả ba con rồi. Đếm con đây. Nhiều lắm. Đầy gì nước này. Ai mà phạm quy cái là bị loại luôn đấy nhá. Phạm quy tức là lấy của người khác ấy, gọi là gian dối. Cháu cua cho nó lên tay chú. Lên lên tay ai thì là người lý tưởng. Thế là ai bắt được người lý tưởng. Hết rồi. Hết rồi. Ở đây con có con dưới này. Đây 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 đây. Đấy, đó đấy, bắt. Đấy, đấy, đấy. Chân này bè đấy, bắt vừa đấy. Bắt vừa. Đâu con không? Còn, còn đấy. Ê, ê, ê. Nhảy lắm nhảy cho dần đấy. Con nào không? Ui, mình nhảy nhiều ấy. Ui. Hết rồi. Chắc con chuột của mình đang nhiều hết đấy. Ồ, hết rồi. Con không? Con để như vậy là không có. Còn hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Nha. Chuẩn bị được gì đấy? Ừ, chuẩn bị chính. À, thời gian cho các thí sinh ra hết rồi. Bây giờ sẽ đếm thành quả nhá. Của ai ít nhất? À của mình ít nhất, hai con. Hai con không phải đếm. Bốn con. Đếm bước. Đếm bước. Chụp. Bắt được bốn con. Đi chơi nữa. Đứng sang bên kia. Đi sang bên kia. Bây giờ sẽ đếm của ba thí sinh. Nào thí sinh mau đệ trước nha. Chuẩn bị bắt đầu. Nào. Một. Hai. Rồi, giữ đi anh đếm cho. Hai. Ba. Năm mươi bảy. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba con. Mau đây mười ba con. Ok. Kinh điển đấy. Ai. Ui cái này từ từ. Nào. Của thế trạng đâu đây? Mười sáu con. Thế trạng nhá. Nào. Một. Hai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 con. Ây da! Kinh đấy! Cú đạt nhiều hơn! Mình cũng chưa biết được đâu. Bây giờ sẽ đến đạt chọn săn nha, khả năng là nhiều nhất. Hãy ra mất. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 ạ. Vậy là mọi người biết người chiến thắng rồi đấy. À, thế rồi. Tiền để trên bờ rồi. Tuy là một trò chơi nho nhỏ, phần thưởng không được lớn lắm nhưng mà nó rất là vui mọi người ạ. Mới đầu là mình định làm cầu trượt đấy nhưng mà địa hình nó hơi khó khăn. Chuyển sang bắt chạch rồi. Tìm ra mua bắt chạch. Nói chung là trước khi cái trò chơi này đấy là mình đã biết là ai là người chiến thắng rồi. Dạ, em xin nhé. Ôi, hai anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. Nếu thấy clip anh em mình hay thì lại anh em mình like, một share, một comment, một đăng ký kênh ở YouTube bên cạnh nhá. Bye bye. Muốn muốn xin hai luôn. Nhảy, nhảy luôn. Đấy. Nhảy. Không sợ. Đây đây, mua đó. Đấy nhảy. Ngủ cái này. Không sợ. Nào. Ôi, nhà không chăng chú. Nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống. Nào, nhảy đi. Nào, đây, sang đây, sang đây.
Ôi, nhát chết, nhát chết, thanh niên, nhát chết. Đó, chú Đúc Bế, chú Đúc Bế. Chợ mua thì hoa hồng này, mình cánh thả đây à. Bỏ lên bờ, bỏ lên bờ. Chuẩn bị xả cống, vừa cánh nhát đi. Vừa cánh nhát, đã thế chứ nhá. Rút vào tấm ván lên, rút vào tấm ván lên, được, rút vào tấm ván lên. Tấm ván rút nào được, thả một phát. Rút bỏ lên, nó mắc này. Mắc à? Mắc, rút thế nào được. Cạy ra, cứ giữ bên trong đường đấy nào. Gãy tấm ván rồi. Cạy ra được mà. Lên hai răng. Thế xuống. Bỏ nó lên cạnh dưới ra. Cứ cạy à? Chạy đi không mày, nó cũng hoảng ra, nó chỉ chảy tí bột. Bỏ đấy ra. Đấy, lên không? Đấy, sao biết đâu, sao biết đâu, tơi ra lên mà. Đây này. Đó, căn bản nó cong mất cái này. Cong nhưng vẫn rút ra được, tại vì nói vẫn rút ra được là cái sao biết đấy. Này cũng được. Này một phát là hoảng luôn này. Này, anh cứ dặn nhá. Phục bản này. Rồi, rồi, nào, rồi. Lấy ra được không? Sắp cửa đến nơi rồi. Sắp cửa rồi à? Nó đang... đây, 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 đây. Trần. Cây.